bên này đẹp lắm này. Bên này nó lạnh xương lắm. Bên này chị quay. Bên ngược là sáng. Không, bên này sáng. Chị quay đi xong rồi em đẹp lắm này. Nhìn này đẹp luôn. Đây là mùa nước đổ đấy cả nhà, đẹp một trong mùa nước này đẹp lắm. Vâng, có hai mùa đẹp nhất ở trong năm một ruộng bậc thang đó là mùa nước đổ và mùa lúa chín. Đúng là lúa chín thì mình nhìn đây cũng tuyệt vời. Xem cái lá ngôi này, ngồi đây chụp cho. Vâng, chụp cho con này. Đây, lá ngôi đứng ở đây cái cảnh núi sông đẹp quá. Đây ngoài đây nha. Thôi dùng tự nhiên nữa, lùi cầm điện thoại cho tự nhiên. Hơi nghiêng mặt ra một tí. Ê, mùi dịch vào đây tí. Tí người xếp hàng là bắn cho 4 người ở đây luôn này này. Đây không có lợi, hết đây nhỉ. Người chưa bị bắn kìa, người cho 4 người. Không, quay mặt ra mà. Đi vào, có lợi. Thế anh đẹp. Phê.